vườn cau. Nhà em có một vườn trầu, chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin năm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau cứ ngát ngát quanh vườn nở trầu. Anh thương em rồi sao, hình sao anh chẳng nói để hoa cau rụng trắng đêm. Sân nhà em mà hương cau ngàn ngát quanh vườn trầu. Lá vẫn xanh tươi màu, xin ai đừng để lá trầu vàng. Lá vẫn xanh tươi màu, quý của nhà trai.
đến để làm lễ rước dâu và trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của đại diện hội nhà trai và nhà gái chúng ta an toàn để chương trình lễ có thể được bắt đầu. Dẫu rằng không hát chúc sinh mà sao vẫn đứng sân đình đời ai, cái thời tóc xóa ngang vai, gót son quốc mộc khiến ai phải lòng, cái thời hai đứa còn không lân lan dối nhẹ qua sông hẹn hò. Vâng, tình yêu thật là điều thiêng liêng, thật là điều mà kỳ diệu mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Và từ cái thở hai cháu thấy nhau yêu nhau thì tình yêu cứ như vậy và có ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay là một ngày thật vui, thật là một ngày trọng đại để tất cả chúng ta cùng chung vui với hạnh phúc của cháu Thu Phương và Kim Bảo và chung vui với đại gia đình của hai bên. Chúng ta hãy đi về miền Trung quê hương của chú rể, biển xanh, cát trắng, nắng vàng, và đặc biệt là với những người xứ Nghệ An Hà Tĩnh yêu thương, giọng nói mặn mà nhân hậu. Em ơi hãy về quê hương anh em nhé, ca khúc Điều Ví Dặm Là Em để mở đầu chương trình chào đón toàn thể những vị khách quý của họ nhà trai đến với chúng tôi. Vâng, xin mời quý vị thưởng thức quan trọng hát của nghệ sĩ nhân dân Huyền Vin. Quê mình còn nghèo lắm người ơi.
suốt cuộc đời. Cho dù năm tháng đầy lải vơi, tặng cho em cả biển trời, tặng cho em cả đất trời mênh mông. Và một ca khúc nữa rất là hay để tặng cho hai cháu và tặng thầy quý vị, Tình ta biển bạc đồng xanh. Qua tiếng hát của người tin chúng ta của Linh và anh Nhân. Em nhìn kìa đàn hải âu vui sóng xô trong biển đồng, đồng lúa xanh thương bờ. Tôi là em được
mất như là năm năm 1919, nhờ cái đây mà năm nay thì như là nghe tôi nhắc đến là thương nhau, gặp gỡ nhau, yêu thương nhau, thì đây là mùa xuân của con người. Mà con người á, mỗi mùa xuân là đẹp hết, trời đất để mà hạnh phúc, thì con người đến với nhau cũng là tình yêu. Thì các cháu cô tư và cháu cô bà thì là đến với nhau như là trời trời ba, những sự tinh thần của trời ba đến một đó phải với nhau. Thì đó cũng tin mẹ, thế nhưng mà là tôi là hay là gia đình thì tôi rất công nhận là khi mà càng về và có tôi thương nhất là cô dâu. Vâng, và bây giờ thì thành viên xin trân trọng giới thiệu các thành phần của các vị đại diện cho họ nhà gái để nồng nhiệt chào đón đoàn nhà trai. Trên hết là xin giới thiệu đây là nhà thơ Ngân Vinh và bác đã từ Đà Nẵng để về đây và để chung vui với gia đình. Và trân trọng giới thiệu là ông Phùng Viết Thủy là thân phụ của cô dâu Thu Phương và chị Thu Hiền là thân mẫu của cô dâu Thu Phương và cậu chú Đình và cậu đã, và cậu là cũng ở ngoài Hà Nội để đi vào đây dự chia vui với gia đình. Và tiến sĩ Đào Hùng là nguyên là bộ trưởng Bộ Thông tin cũng ở Hà Nội vào để dự ngày hôm nay. Và phía hàng phía sau thì có bác Nhân là chị gái của cô Hiền đây, và bác Quy, bác Sâm cũng là chị gái của cô Hiền, rồi có vợ chồng bác Chiêm Phán, rồi có bác Đạt ở ngoài Nha Trang cũng vào, rồi có em Quý và có chị Phạm Thị Nga cũng là em dâu, và bác Tươi thì ở tận mái ở Hưng Yên cũng lặn lội vào. Là khi mà nghe tên thì tất cả mọi người khắp mọi miền nước về đây rất là chung vui. Xin chào tay chào mừng các vị đại diện cho họ. Bác Nhân còn là lấy tiếp sót là có 40 vị khách từ Hà Nội về. Ở bên đội của anh Thủy từ bay từ ngoài Bắc vào đêm ngày hôm qua là tới 40 người, như vậy cho đông nên là chúng ta không thể điểm từ người một và lên, và rất là nhiều người ở các nơi khác về nữa. Và đó là cái giới thiệu của mình. Cảm ơn chính thẳng tay nồng nhiệt của bọn nhà trai dành cho bọn nhà gái. Và gái cùng trai vâng lời cha mẹ khi trưởng thành nhẹ nhẹ bước chân, những người gái đảm trai tài nhớ ơn cha mẹ sớm mai đắp đền. Và ngày hôm nay thì cháu Thu Phương sẽ về làm dâu con của họ bên gia đình của bên họ nhà trai. Thì bây giờ ngày hôm nay thì đến dự lễ rước dâu, xin trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của họ nhà trai có đôi lời phát biểu và giới thiệu các thành phần trong đoàn họ nhà trai. Kính mời. Kính thưa mẹ, kính thưa bố mẹ của cháu Thu Phương, kính thưa toàn viên, kính thưa quý vị thân quý của cháu Thu Phương, tôi xin phép được thay mặt cho họ nhà trai chân tình cảm ơn sự đón tiếp nồng hộ, nhiệt tình và đầy yêu thương của quý vị và nhà gái. Sự kích động này đã làm cho chúng tôi cực kỳ xúc động. Xúc động trong cái hạnh phúc và từ con tim của mình. Hôm nay chúng tôi lại cũng được vinh dự lại gặp một các cựu bộ trưởng. Đấy là một cái mà phải nói là gia đình nhà ta chúng tôi cảm nhận và vinh dự vô cùng. Xin phép anh Thủy chỉ hiện cho chúng tôi bày tỏ tình cảm đó. Và chúng tôi là người gái thì cũng như thường lệ, và hiện tại chúng tôi cũng xin thay mặt để giới thiệu người đầu tiên, cặp vợ chồng đầu tiên không thể thiếu được, đó là mẹ Quyền, bố toán của cháu Kim Bảo. Hai cặp sinh thành này đã sinh ra tạo một cái hình hài cực kỳ dễ thương, đó là Kim Bảo. Chúng tôi không thể khoe như thế, nhưng mà bởi vì thực sự là anh Thủy Chí Hiền đã nhìn thấy được cháu rể của mình rồi. Quá dễ thương và phụ vương quá đẹp, quá xinh và quá lũ tật. Niềm vinh dự này
chúng tôi xin ghi nhận. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiếp quý vị của họ nhà ta. Họ nhà ta chúng tôi gồm có vợ chồng của bác Trí Hồ là bác chuột của cháu Kim Bảo, vợ chồng của bác Đậu Hồ, vợ chồng của bác Mạnh Thỏa cũng là bác chuột của con, vợ chồng của cậu Khánh cũng là cậu ruột của cháu Kim Bảo, và chị Oanh là dì ruột của cháu Kim Bảo, nghĩa là độ ngoại của cháu Kim Bảo đều có đầy đủ ngày hôm nay. Thì nếu trong cái quá trình mà giới thiệu thành phần có thể có những cái sót thì cũng mong là anh Thủy, chị Hiền và quý vị những người khác tới. Sau đây chúng tôi cũng xin được phép là dâng lễ cưới, dâng trầu, dâng rượu để xin phép anh chị và nhà quý cho thức thu phương cô dâu Hiền về với gia đình chúng tôi. Chúng tôi vào bọn đó, nói thật chúng tôi rất vừa mất ngủ mấy đêm vì cảm thấy sao nó hạnh phúc quá, mà tôi, vợ chồng tôi thì lại hạnh phúc ngay cho anh chị chúng tôi trẻ, khỏe. Chúng tôi thì tuy là mấy em nhưng mà lại già rồi, nhưng hạnh phúc quá. Dạ, sự việc cũng xin hết đó. Xin các anh chị là quyết định cho cái em xin tiếp lời đại diện của bác đại diện Hòa Nhà Trai. Các cụ ta thường nói là chậu xanh vui trắng chay hồng, tình pha vi nghĩa thêm đồng thêm say. Từng ngàn đời thì những phần nghi lễ lễ cưới thì sẽ có miếng chậu là đầu câu chuyện. Và ngày hôm nay thì nhà gái có những phần lễ vật để nhà trai có những phần lễ vật để em đến đây thì trân trọng mà kính mời bác sẽ giới thiệu một số cái lễ vật và mở lễ vật ra để cho bên quay phim chụp hình các anh thao tác một lần nha. Dạ, xin phép nhà gái. Thật ra thì lễ vật thì chúng tôi cũng đã có sự thống nhất của hai bên rồi, thì chúng tôi cũng đã mang đến đầy đủ, nhưng mà đây cũng chỉ là những cái lễ vật tượng trưng nha ta. Cho nên là chúng tôi cũng thể là xin giới thiệu đôi nét, đó là trong cái lễ vật cưới thì không thể thiếu được cao rượu, trà rượu. Đây là trà rượu, đây là bánh, trái cây, bánh bút. Tất cả những cái vật lễ này thì cũng đã có sự hướng dẫn của hai gia đình rồi bác ạ. Cho nên chúng tôi cũng xin phép cô dì chú bác. Rồi. Từ vỏ lòng nằm trong nôi nhỏ đã nghe tiếng du hời tha thiết yêu thương, tình mẹ tình cha chín nắng người xương đọng vào trong nôi tiếng du hời tha thiết. Và khi cháu và Thu Phương chào đời thì lớn lên bằng tình yêu thương của mẹ Hiền và sự cương nghị và dạy dỗ ân cần chu đáo của ba Thủy, cháu đã trưởng thành và xinh đẹp nết na, học hành đến nơi đến chốn. Và ngày hôm nay thì giây phút vô cùng xúc động đã đến, và trân trọng kính mời mẹ Hiền vào để đưa người con gái yêu, mời người con gái yêu ra đây để ra mắt hai họ. Xin trân trọng kính mời. Bắt đầu, để em là mây bay, em sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Và Kim Bảo ơi, bây giờ thì Kim Bảo ơi, bây giờ thì giây phút là hồi hộp, rất là hồi hộp phải không? Và anh sẽ là lối nhỏ để cho em bước vào đời. Hy vọng rằng tình yêu của các con và hạnh phúc gia đình sẽ bền chặt mãi mãi. Và mẹ Hiền đang dẫn Thu Phương ra, và hôm qua mặc áo hoa kè, hôm nay váy trắng em là cô dâu. Hôm qua còn ở mãi đâu, hôm nay em đã là dâu trong nhà. Chúc sinh, chúc mọc đầu đình, anh yêu em chỉ một mình em thôi. Con có hồi hộp? Dạ có. Con hồi như thế nào, tim đập dữ không? Dạ, hôm qua hơn 3 giờ con mới ngủ được.
vậy thì là con còn thưa bác, ngày xưa là bác cả một đêm thức trắng khi mà ngày hôm sau tổ chức đám cưới. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mang được. Vâng, đây cô dâu xinh đẹp đang xuất hiện. Vâng, xin quý vị một tràng vỗ tay nồng nhiệt ạ. Rồi, xin mời mẹ Hiền và bác Thủy dẫn con gái yêu lên phía trước ạ. Bây giờ thì xúc động quá hả nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Vâng, và Thu Hiền ơi, bây giờ em có đôi lời gửi gắm và chia sẻ cũng như là có những điều nói với người con gái yêu và con rể của mình. Vâng, xin kính chào họ đẹp trai, xin kính chào người gái và tất cả mọi người đang có mặt ngày hôm nay. Thì bậc làm cha làm mẹ nào cũng thế, con cái lớn thì trưởng thành, thì phải có đôi có lứa, và cả một quá trình nuôi dạy con. Thì hôm nay cũng giống như là các cháu trưởng thành, đó là niềm vui của bậc làm cha và mẹ. Nhưng trong cái niềm vui đó, thực sự là người mẹ nào cũng vậy, có một chút buồn tại vì xa con của mình. Biết là nhà con với nhà mẹ ở đây cũng gần nhau thôi, cách nhau cũng chỉ là một vài phút. Nhưng mà khi con đi làm dâu nhà người ta thì con cũng thuộc về con của người ta rồi. Và tôi có dạy cháu Nghệ An, Nghệ Tĩnh, Quảng Trị là những vùng đất thấm đẫm văn hóa, là cái nôi của văn hóa. Ở đó, nền văn hóa từ đời này, đời qua các thế hệ nối tiếp, nó là cả một dòng chảy. Nên con đi về làm dâu của nhà trai, con cũng phải học văn hóa của nhà trai. Chỉ có khi con hiểu được văn hóa, hiểu được nền tảng văn hóa thì con mới có đủ hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ cho riêng các con, không chỉ cho một cái gia đình nhỏ nhoi, mà là hạnh phúc của một gia đình lớn, của một dòng họ, của một dòng tộc. Và đó chính là điều tôi dạy con, và con phải coi mẹ chồng con như là mẹ. Mẹ tuy không đẻ không sinh, nhưng con phải ơn mẹ suốt đời không thôi, vì nhờ có mẹ con thì mới có chàng trai này, con biết không? Mà con cũng vậy, bây giờ là mẹ, con phải con coi mẹ như mẹ của con. Tại vì nhờ có mẹ mới có cô dâu này, mới có cô gái xinh đẹp cho con đó. Nên các con không được phân biệt là mẹ vợ hay mẹ chồng, con dâu hay con rể, con nào cũng là con. Và tôi đã có thêm một thằng con trai rất đẹp trai, rất phong độ, phải không mọi người đó. Nên cái đó niềm vui này nó áp đi cái niềm vui tôi phải xa con, tại vì có thêm một thằng con trai nữa. Và bây giờ là giây phút vâng, và Thu Hiền đã tâm sự những cái lời rất là chân tình về tình thương yêu của mẹ. Thì cha mẹ như biển cao, như trời rộng, lúc nào cũng thương yêu mình. Và có lẽ là Thu Phương cũng muốn nói rất là nhiều để cảm ơn cha mẹ, cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng có lẽ Thu Phương trong giây phút này không nói được. Thành ra thành viên đã mời nghệ sĩ nhân dân Điển Phim có vài câu thôi. Tất cả chúng ta cùng đứng lại, xin mời nghệ sĩ. Như con sóng trào dạt dào yêu thương, mưa giông bao đổi trên thế gian nào đâu sánh bằng tình mẹ thương con qua mọi gian nan. Tình mẹ thương Oh,
Kính thưa anh họ, hôm nay là một ngày rất đẹp trời và một ngày tốt. Thì trước gia đình hai họ, nhà cha, các ông các bà, các cô, các chú, các anh, các chị và các em. Thì Thu Phương thì đã ở với gia đình hai mấy năm rồi. Thì hôm nay là chính thức bố là trao Thu Phương cho con. Em mời anh chị, em chào con gái em. Nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Đây. Dạ, xin chào hai họ. Hôm nay là ngày trọng đại của hai con. Vợ chồng em cảm ơn anh chị đã đã tin tưởng bảo và vợ chồng tụi em để giáo phương cho vợ chồng tụi em. Tuy tụi em không sinh thành Phương nhưng từ hôm nay thì em sẽ xem Phương như người con gái của mình. Cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Hôm nay mẹ đưa con về, còn mẹ đón con về nhà bố mẹ. Thì mẹ chúc mong hai con là luôn tôn trọng, yêu thương nhau và xây dựng một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Và con dẫu con lớn thế nào thì trong cái cơ sở hàng ngày thế nào, con tôi thì nó cũng ngoan đấy, nhưng mà nhiều khi có tính bướng bỉnh thì nó vẫn có, cho nên là không thể nào mà không có sự sai sót. Cho nên là mẹ dạy bảo và có thêm mẹ chồng dạy bảo nữa, còn không nghe thì cứ quất vào đít chứ nha. Đó, cho nên là không nghe thì cứ đánh vào đít chứ. Và tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh chị và tin tưởng vào cậu con trai của tôi sẽ cho con tôi một cái mái ấm hạnh phúc, tôn trọng, thương yêu, không chỉ có một gia đình nhỏ mà cư xử với bà con hàng xóm, với lại họ hàng, nội ngoại hai bên. Đó mới là điều tôi mong muốn. Dạ, xin cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Nhà thơ Xuân Quỳnh đã có câu thơ như thế này để tặng cho Kỳ Bảo và Thu Phương khi mà về làm dâu và làm rể, là mẹ không phải của riêng anh, mẹ cũng không phải của riêng em, mà mẹ là của chúng mình đấy thôi. Thành ra là rất là ý nghĩa. Và kính thưa quý vị, giây phút hồi hộp nhất, trang trọng nhất là đây sẽ bắt đầu. Chiếc nhẫn cưới là một biểu hiện thiêng liêng của tình yêu và hạnh phúc. Chiếc nhẫn sáng lóng lánh ánh lên gương mặt người người của đôi bạn. Và ngày hôm nay đôi bạn sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn cưới như một sự thầm hứa về một tình yêu và hạnh phúc. Và bây giờ trân trọng kính mời Kim Bảo trao nhẫn cưới cho Thu Phương. Xin chân mời. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, không ngày mưa áo em mờ mồi. Màu yêu thương áo lụa, hay màu thương ấn trên đầu mũ. Tình yêu ấm bàn tay. Cười lên ạ. Bảo cười lên, cười lên, cười lên. Nhìn nhau, nhìn nhau, nhìn nhau. Rồi. Hôm nay hôm nay thì gì? Tay cái nhà ơi. Rồi, xin đọc bài thơ. Anh qua tình yêu, trao chung tay em. Mối tình từ nay biết bao giờ mới thắm. Nhưng anh xin em đừng coi cuộc đời em là chiếc nhẫn tháng ngày nồng tên nóng. Vâng, thật là xúc động, rất là xúc động với những câu thơ của nhà thơ Vân Vê. Bài thứ hai, con người của tình yêu. Anh và em có gì giống như
cứ bỏ riêng và chết que riêng. Cả hai cùng biết đợi chờ cái phút giây chết được chỉ hết. Và bây giờ thì trân trọng kính mời ba mẹ của chú rể sẽ trao quà tặng cho người con dâu yêu thương của mình. Xin trân trọng kính mời. Một bên đi cho cha mẹ. Ngược ra, ngược ra mẹ ơi. Ngược ra mình coi. À đúng rồi, ok ok. Một hình ảnh rất là đẹp khi mà người mẹ đang cho quà cho người con dâu là yêu thương của mình. Vâng, rất là đẹp ạ. Ngày hôm nay mẹ đã có một nàng dâu xinh đẹp, nết na, tài giỏi. Và con cũng có người mẹ chồng thật là nhân hậu và thật là yêu thương và quan tâm đến cho con. Xin quý vị một tràng vỗ tay nồng nhiệt ạ. Rồi con mời hai bên gia đình đứng vô mình chụp tấm ảnh kỷ niệm luôn ạ. Dạ bác ơi, hai bác mời con. Hai bác đại diện mình ngồi để mình chụp. Dạ rồi, mình nhìn đây giúp con ạ. Rồi, 2, 3, 2. Rồi, 2, 3. Rồi, cả nhà mình ôm nhau với luôn đi ạ. Rồi, rồi, ok. Xin chân trọng kính mời mẹ Hiền sẽ có món quà tặng cho hai con. Xin chân trọng kính mời mẹ Hiền và ba Thủy. Với mẹ thì cái gì cũng đơn giản, này là một người chăm sóc xưa giờ mình cũng chăm sóc duy nhất của mẹ xưa là nhánh này là nên là con phải kiên nhẫn. Một trái cây một ngày nào đó sẽ nở hoa bởi sự kiên nhẫn của con. Mắt mẹ già cũng kém kém rồi.
lá rừng bất tận màu xanh, công ơn cha mẹ trở thành núi cao, trên trời muôn vạn vì sao cũng không sánh được con lá sinh thành. Khi mà sinh thời thì ông bà nội rất yêu cháu gái Thu Phương, chăm sóc, nâng niu, dạy dỗ và niềm hy vọng đối với gia đình. Và khi trước khi mất đi thì ông bà cũng đã để lại một món quà để sau này khi mà cháu thành hôn thì sẽ trao tặng cho cháu. Và trân trọng bây giờ mời cô Út Hoa sẽ đại diện để trao món quà đó, và cô Út Hoa cho mẹ có đôi lời gửi gắm tới toàn thể hai cháu cùng toàn thể quý vị. Xin chào các mời. Dạ, xin chào con viên anh họ, xin chào ông bà, cô chú, anh chị em và cả nhà mình. Hôm nay là ông Hoa đại diện trao cái phần quà mà Thu Phương và cái món gắn là bà yêu thương nhất là cháu nội. Bà đã chăm sóc Thu Phương từ bé, từ lúc Thu Phương mới 8 đến 1 tuổi, 2 tuổi. Và bà vẫn để nhà ông bà để nhận một cái món quà sau này để cứ tế chồng, và ông bà mới dặn bạn ông bà gửi lại phần quà cho Thảo và Phương. Thì hôm nay ở nơi xứ bà trên cao, ông bà cũng là rất vui và hạnh phúc ngày cùng gặp gia đình. Thì Út Hoa là thay mặt đại diện gia đình chúc hai con hạnh phúc trong năm đầu bạc trăng lâu, ngày nào cũng vui vẻ. Cái món quà này cũng như là một cái truyền thống của gia đình mình, đoàn kết yêu thương nhau, chúc hai con hạnh phúc. Thật là xúc động mà chị Út Hoa, cô Út Hoa đây cũng rất xúc động, mà cảm thấy bồi hồi và cảm thấy rưng rưng, món quà rất là ý nghĩa. Chú dụng của ông nội, ông gia đình của nhà nào cũng như nhau.
Cây có gốc với cây cảnh xanh lá, nước có nguồn với bể cá sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu? Gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng, và hai cháu và đại diện hai bên gia đình đã lên để xin phép tổ tiên, và chính thức ngày hôm nay hai cháu lên duyên vợ chồng. Vâng, đó là một cái nghi lễ vô cùng quan trọng. Và bây giờ thì trân trọng giới thiệu chị Thu Hiền sẽ giới thiệu các bác, các cô, các chú có những cái phần quà tặng tuy nhỏ bé nhưng mà tràn đầy ý nghĩa trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời chị Thu Hiền. Vâng, trong một cái đám cưới thì các cô, các dì, các chú, các bác cũng muốn có những cái kỷ niệm cho các cháu. Cho nên là như phút này mọi người cũng đang rất là chờ đợi để mà được lên tặng quà. Thì tại vì bác Yên thì không biết tên hết của các bác mà bác, cho nên là thôi thì thêm là coi như là ngồi dưới thân đứng lên đây trả lời cho bác Yên. Thì hồi nãy có một chút xíu một chưa kịp nói, tức là mọi người tặng quà cho cô dâu rất là nhiều, nhưng mà tại sao con thấy mẹ không tặng cho con cái gì, con có thắc mắc không? Ngày xưa khi mà hai mẹ con đi qua bên cây cầu Bình Triệu, ngày lúc đó Thu Phương 3 tuổi, Thu Phương hỏi mẹ cái bài thơ của Xuân Quỳnh: mẹ ơi, cái bông hoa kia là của ai vậy mẹ? Của con đó con ơi. Cái bình hoa trên cửa kia nữa là của ai? Của con đó con ơi. Cái con cá dưới sông là của ai vậy mẹ? Của con đó con ơi. Của con sao nhiều thế? Ừ, của con nhiều thế, nhưng mẹ lại nhiều hơn. Vì tất cả của con mà con là của mẹ. Còn bây giờ con, mẹ không tặng gì cả, bởi vì tất cả của Phương mà Phương là của Bảo, đúng không? Mẹ tặng cho con nguyên một cô dâu, có nghĩa là tặng tất cả cái gì mẹ có cho con rồi nha. Chú giải được nhiều hơn rất là nhiều đó. Nên là bây giờ thì đến các bác, các chú sư tặng. Đầu tiên là ông Vịnh. Đây là ông nhà thơ Văn Việt sẽ tặng cho cháu một món quà. Rồi, rất quan trọng hơn là gì nữa. Rồi, đây là gia đình chú Vịt, ông Vịt chứ ông Vịt thì có hai cậu con trai, một cậu thì làm ở tiếp viên hàng không, một cậu thì là rồi đây à, bác ơi nhìn con rồi bác ơi, rồi 2 3 2 3 ok ạ. Dạ xin cảm ơn ông, cái cháu là cái cháu ông Phương. Ông Phương thì bên bà ngoại của cô dâu. Rồi bác đứng qua chụp ảnh kia. Ông Phương xin đại diện. Xin cảm ơn ông. Rồi nhìn đây ạ. 2 3 2 3 ok ạ. Xin cảm ơn. Dạ rồi mình nhìn đây chụp tấm ảnh làm kỷ niệm luôn ạ. Cô ơi cô đứng vô luôn đi cô. Dạ rồi nhà mình nhìn đây.
mình đây à. Rồi cả nhà. Rồi, chụp tấm ảnh không ạ? Xin cảm ơn. Rồi, rồi. Nhìn đây mọi người ơi. Rồi, nhìn máy con à. Hai ba. Xin cảm ơn nha. Rồi, 2, 3, 2, 3. Rồi, đứng vô chụp tấm ảnh nè. Cô đứng xuống rễ xét cô chú rễ ơi. Rồi, 2, 3, 2. Cô ơi, nhìn con à. 2, 3. Là nhà bác Tuấn, nhà bác Hùng. Rồi, cô đứng xét cô đi cô ơi. Rồi, nhìn con à. 2, 3, 2, 3, ok. Nhà chú Nguyên. Rồi, nhìn đây à. Rồi, 2, 3, rồi mình đứng lên xét. Nó có một ý nghĩa đặc biệt là được cứu hoa lấy chồng, ông bà và cứu chú hoa. Và hoa có nói một cái điều là nếu mà không có con gái thì bố hoa nó sẽ tặng lại ông cô để làm được ảnh vật của gia đình mình. Thì hôm nay đậu đúng cái ngày này là khách đây là 19 năm, bố hoa đang giữ cái món quà này 19 năm của ông bà tặng cho con ngày cưới. Thì hoa xin thương là con gái của hoa. Trung ở ngoài Nha Trang mới vào sáng nay ạ. Dạ rồi, đó là luôn là tiếng sĩ mà.
Rồi nha, cả nhà mình nha, nhìn đây à, mình đứng qua đây một xíu rồi. Rồi mình đứng sát sát thôi, nhìn con nha. Dạ rồi, nhìn đây mấy cô ơi. Cô ơi. Rồi. Rồi cô ơi, nhìn con đi ạ, nhìn mấy con ạ. Rồi, 2, 3. Bây giờ thì người rất là tình cảm và rất là nhiệt tình với gia đình, bất kỳ sự kiện gì thì bác cũng đến để chia vui. Rồi, mình nhìn đây tiếp giúp con ạ. 2, 3, 2, 3, ok. Nga là phu nhân của bác Thiên và đây là ba người con yêu quý vào đây. Rồi. Và đây là Khánh Hà, ca sĩ Khánh Hà này, người mẫu Bình Minh này, và nhạc sĩ Thanh Sơn mà sáng tác bài Quê Em Mùa Mưa Nắng này, người nhân viên lương đã Thanh Sơn rồi. Nhìn đây ạ. Rồi, 2, 3. Đầu tiên tình thì xúc động quá, không nói thành lời, nhưng mà sau khi đứng cạnh chú rể thì cảm thấy vô cùng phấn chấn và cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Và cô dâu đã lấy lại bình tĩnh, xin mời cháu Phú Vương có đôi lời phát biểu. Xin mời cháu. Và mình cảm thấy rất là khỏe khoắn khi mà đi biển. Cảm ơn mọi người. Vâng, và phần nghi lễ thì tới đây là hết. Và trân trọng kính mời hai ho, chúng ta sẽ ngồi xây nước, ăn bánh và chờ giờ hoàng đạo thì chúng ta sẽ đón cô dâu đi về nhà trai. Và đặc biệt là cảm ơn bác đại diện cho họ nhà trai rất là nhiệt tình và đã có như là thế. Cái tình cảm của bác ấy nhiều lắm, nồng nàn lắm, và thành viên đã bố trí là chương trình tối nay bác sẽ phải có một tiết mục để gửi tới tất cả hai họ, phải không ạ? Và bây giờ có một cái câu này, câu chốt trước khi mà bác phát biểu thì câu chốt như này là: đố ai định nghĩa được chữ yêu, có nghĩa gì đâu, buổi trưa này anh đứng bên em lòng trìu mến, hai đứa nhìn nhau, hai đứa nhìn nhau, thế là yêu. Một tràng bắt tay nồng nhiệt ạ. Và xin mời bác có đôi lời để kết lại chương trình ạ. Dạ, kính thưa họ nhà hàng đó, phải nói là từ đầu đến cuối là chị chú đã cực kỳ quý, cực kỳ hạnh phúc của cả hai gia đình chúng tôi. Thì bây giờ cũng là cái giờ phút gọi là xin phép anh Thủy, chị Hiền và nhà quý cho anh Toán và chị Nguyệt đưa cháu Thu Phương, cô dâu Nguyệt về với mái ấm gia đình nhà chồng chúng tôi. Cũng đã đến bây giờ cực kỳ đẹp rồi, xin anh hết cho chúng tôi được rước dâu. Dạ, xin anh chị được chấp nhận. Vâng, ta cùng đứng dậy và chúng ta sẽ đưa cô dâu và đại diện là chúng của họ nhà gái chúng ta cũng đã bố trí các bác rồi, để chúng ta cùng xin mời anh chị hai bác.
đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều ạ. À, thật là chưa thấy lễ cưới nào mà thấy rất là vui và ý nghĩa như ngày hôm nay. Và vô cùng cảm ơn các bác đường xa vạn dặm đã tới để dự cái chương trình ngày hôm nay.